kinh đi của anh Ngô Chí Huy. Thật ra thì anh biết hiện tại đang rất là khó khăn, mọi người mở một chi nhánh mà rất là lớn, rộng gấp 5 lần cái chi nhánh cũ. Mở ra bên ngoài thì bán đồ nước nè, bán nước á, bán nước uống, bán bánh nhỏ, bán thêm đồ ăn nữa. Sắp tới là em nghĩ là anh cần phải mở những cái nhà như là lẩu băng chuyền, hoặc là những cái món ăn nó mang tính đơn giản hơn, như là cua giang me hoặc là bánh xèo, hoặc là những cái đồ cuốn của miền Bắc Việt Nam có đủ cái lẩu dê hoặc là chơi đường nước ra luôn, thấy không? Còn luôn, họ còn cho bà cái chân chạy ở luôn, 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 yeah.